Hi, xin chào tất cả các bạn, mình là bartender Chí Phạm. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn một số cách để làm một ly mocktail chính hiệu. Chào các bạn, mình là phụ tá 1 và hôm nay mình sẽ giúp Chí Phạm trong việc sơ chế dứa. Chào các bạn, mình là phụ tá 2, mình sẽ giúp bartender Chí Phạm trong việc chuẩn bị nguyên liệu. Thì đây là 100ml nước đường. Đây là 150ml nước cam. Đây là 20ml siro. Và 3-5 trái dứa mình đã cắt. Và cùng với đó là một lon soda. Thì không làm mất thời gian của các bạn nữa, mình cùng tới bước pha chế nhé. Sau khi mà ép dứa thì bây giờ mình sẽ lọc hết những cái cặn để cho pha chế nó dễ dàng hơn. Được như thế này thì đây sẽ là nguyên liệu chính cho cái phần mocktail của mình. Thì giờ mình sẽ đến các bước tiến hành để làm mocktail. Thì đầu tiên mình sẽ bỏ nước dứa vào. Tiếp theo mình sẽ cho một xí nước cam vào. Sau đó mình sẽ bỏ đường, mình sẽ canh cho vừa đủ. Cuối cùng chính là mình bỏ đá vào, lắc lên và thưởng thức. Để thưởng thức. Vậy cuối cùng là mình đã hoàn thành một ly mocktail dứa tại nhà. Thì chúc các bạn thành công. Rất ngon luôn các bạn. Rất là đã khác luôn. Đúng rồi, rất là ngon. Các bạn có thể pha và thử đi. Rất là ngon luôn. Sau khi đã hoàn thành sản phẩm, hôm nay chúng ta lại có thêm một khách mời đặc biệt. Thì anh ta sẽ đến đây và chấm điểm món nước của chúng ta như thế nào. Chào anh. Chào em. Anh có thể là giới thiệu bản thân với khách các bạn. Mình tên là Tô Hoa Kiện. Thì mình rất hân hạnh khi được review món dứa này. Rồi, theo dứa mình sẽ thử nha. Anh cảm thấy thế nào? Mình cảm thấy là cái vị nó rất là hài hòa. Khi mà như là cam nè, rồi siro dâu nè, rồi có soda nữa, nó hòa quyện lại với nhau. Sao anh biết được thực đơn của em như vậy? Em chưa nói anh à, anh nhìn, anh cảm nhận được, anh cảm nhận được. Wow, một khẩu vị rất là tốt. Rất là tinh tế, rất là tinh tế. Thì chấm điểm thì mình sẽ chấm nó 8/10 đi. Nhưng mà vì là sự đẹp trai của em thì sẽ chấm nó 7/10 đi. Cho mình hỏi là tại sao các bạn lại chọn kết hợp giữa dứa và nước cam và không phải là một loại trái cây khác? Thực ra nhóm mình đã trải qua rất nhiều bước thử nghiệm, ví dụ như là kết hợp dứa với lại sari và mít, nhưng mà cuối cùng thì chúng mình thấy là sự kết hợp giữa dứa với cam và một ít siro dâu sẽ là một cái kết hợp hài hòa nhất. Và anh có thể thấy đó là nó rất là ngon. Cho anh thử miếng được không? Cảm ơn em. Chào các bạn, lại là Chí đây. Thì đây vẫn là sản phẩm dứa của tụi mình, mocktail dứa. Thì mình sẽ mời cô Linh dùng thử xem chất lượng nó như thế nào. Mời cô thử. Nó đủ ngọt vừa phải, không có vị chua lắm. Có thể như là có một vị của dứa nè, rồi có chanh nữa. Thì cô nghĩ là cái sản phẩm của các bạn nó rất thích hợp cho cái thời tiết mà đang nóng của chúng ta. Khi mà chúng ta học xong hoặc là khi mà chúng ta chơi thể dục thể thao xong á, thì chúng ta uống của ly này thì nó rất là sảng khoái và nó mang lại một cái hiệu quả giải khát rất là cao luôn á. Chúc mừng các bạn đã sáng tạo ra một cái món mới rất là ngon và hợp khẩu vị của mọi người, nhất là các bạn nữ. Cảm ơn cô. Chào mấy bạn. Thì
thì hôm nay mình trên tay mình là sản phẩm mocktail dứa, thì mình sẽ nhờ cô review thử xem chất lượng của nó như thế nào. Rồi, cảm ơn các bạn. Giờ mình sẽ thử nha. Sản phẩm này nó rất là chua chua, ngọt ngọt và nó có cái vị thâm, và nổi bật lên là cái mùi của dứa, nó thơm. Ở đây thì bạn có trộn dạ là dứa, dứa là nguyên liệu chính, xong sau đó là chanh với lại miếng nước cam. Rồi, cái này chắc là cô phải hỏi các bạn về cái công thức để mình làm món này, tại vì nghe bạn nói rộng rất là nhiều mà ở đây là dứa thì dứa nó rất là nổi bật, và cái món này rất là thích hợp cho mùa hè, thì các bạn làm bán cái món nước này vào mùa hè nha. Cảm ơn các bạn. Cảm ơn cô. Ngon. Đầu tiên thì thấy nó cái màu nó không được bắt mắt lắm, thì nó không được trong, và cái phần trên thì nó cái màu nó nhạt hơn phần dưới, giống như là nó bị lắng xuống, nhưng mà khi uống vào thì đúng là một cảm giác rất là ngon. Thầy nghe được cái mùi dứa, mùi cam và có cái vị chua chua của chanh, rất là ngon. Hy vọng là đây là một cái sản phẩm rất là tuyệt vời của tụi con sau này. Chúc tụi con sẽ thành công với một cái sản phẩm trong tương lai. Hôm nay tôi sẽ review cái món nước thơm của Bạch Thành lớp 11E4. Đây là một công trình khoa học của bạn đúng không? Đầu tiên thì khi mà tôi cầm ly nước, tôi thấy cái màu nó rất là mất thiện cảm. Không, đây là bản thân tôi thật nha, cái màu gì nó hơi nhạt so với những gì tôi nghĩ. Rồi, nhưng mà mùi rất là hay, mùi rất là thơm. Từ xa đã thấy gió đẩy mùi vô mũi rất là mạnh. Rồi, đây là cái nhận xét đầu tiên ha. Rồi, bây giờ tôi sẽ bắt đầu thử. Bạn nói thành phần là gồm có thơm, cam và chanh. Nhưng mà đúng là mùi khóm nó mạnh thiệt, mất luôn cả mùi cam với mùi chanh. Rồi, đó là ngụm đầu tiên. Mùi khóm vẫn mạnh lắm. Vị chua vừa đủ, vị ngọt rất là thanh của trái cây rất tự nhiên. Rồi tiếp theo là ngụm thứ ba. Càng uống thì nó càng tan trong miệng, cảm thấy cực là sảng khoái, nhưng mà rất ngon. Nhưng mà so với lại uống không đá thì không được ngon lắm, nhưng mà anh nghĩ là nếu mà uống đá thì sẽ ngon hơn, rất là tuyệt vời, nó giống như nước refresh vậy đó, xuất sắc.